chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Sáng nay mình có mặt trên một con hẻm ở đường Vườn Chuối, ở đây thuộc phường 4, quận 3 nha các bạn. Mình phát hiện ở đây có một quán bán bún cá Kiên Giang, một đặc sản của Kiên Giang được bán ở Sài Gòn. Bán các món bún cá, hủ tiếu mì, cá, rồi bánh canh giò, rồi có những cái thịt thập cẩm này kia các bạn. Mình thấy trong con hẻm rất là rộng rãi, thoáng mát. Buổi sáng rất là mát luôn, khách ngồi cặp hai bên hẻm và xe đậu cũng rất là thoải mái. Chỉ bán buổi sáng, cái món rất hấp dẫn cho nên mình quyết định mình vào đây mình quay một số hình ảnh đây để chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Cái quán bún cá đặc sản Kiên Giang. Đây là con hẻm chỗ bún cá Kiên Giang. Chúng ta con hẻm buổi sáng rất là mát mẻ ha, và cũng rộng rãi, khách có thể ngồi cặp ở hai bên hẻm và chỗ đậu xe cũng rất là thoải mái luôn. Con hẻm không dài nhưng mà cũng khá là rộng các bạn. Buổi sáng ngồi ở đây rất là mát, rất là lý thú luôn. Và đây là cái chỗ bán bún cá Kiên Giang. Mình nhận thấy là cái xe phía ngoài bán để đặt phía trước thì không có lớn lắm các bạn, nhưng mà bán rất là nhiều món luôn, bún, hủ tiếu mì, bánh canh, rồi đặc sản của Kiên Giang nha các bạn. Nhưng mà ở phía trong này cũng còn bài trí rất là nhiều luôn, những cái nồi nấu, rồi những cái nguyên liệu để làm bún, hủ tiếu mì, bún cá này kia đó các bạn. Mình xem những cái phần chị ở đây làm cho khách ha. Này tô gì chị? Dạ hủ tiếu mì ạ. Đây và hủ tiếu mì. Cô Hà cắt giùm con cái chai dầu hào ấy. Này mì gì chị? Hủ tiếu mì gì chị? Cá. Hủ tiếu mì thập cẩm. Thập cẩm là sẽ có đủ thứ nha các bạn. Trên bàn mình thấy có những cái phần phi lê cá nè. Phi lê cá, rồi những cái phần này tôm các bạn, tôm đã được chế biến ha. Cái tôm này mình cũng đã xào quá, cái xào qua rồi hả chị? Dạ, đang làm á, hủ tiếu cá tôm. Chúng ta có thể gọi là hủ tiếu cá tôm ha, thì sẽ có tôm là nhìn rất là ngon luôn. Rồi những cái phần phi lê cá. Bánh canh xương hả con? Bánh canh xương. Cái rau nêm nè, đây là cái nồi bánh canh rất là thơm luôn. Mình nấu theo kiểu Kiên Giang luôn hả? Ở đây là đặc sản Kiên Giang hết các bạn, miền Tây nha các bạn. Con. Dạ cái này là hủ tiếu cá tôm đó anh. Bao nhiêu tiền con, một tô như vậy? Dạ một tô 55. Hủ tiếu cá tôm. Hủ tiếu cá tôm ở chỗ cô Hiền đâu anh? Đúng rồi. Có làm rồi đó. Phía trong thì mình thấy để là những cái tôm ha, tôm đã được chế biến nha các bạn, xào qua. Rồi ở đây thịt bằm hả con? Dạ dạ đó thịt bằm đó. Thịt bằm. Rồi những cái hành ngò nêm. Dạ cái này thập cẩm hả? Hủ tiếu mì hả gì con? Hủ tiếu thập cẩm hả? Tô này bao nhiêu con? Dạ cũng vậy hả anh, đồng giá. 55 đồng dạ. Giá. Thập cẩm thì có đủ thứ nha các bạn. Có cá không con? Dạ có cá. Cá luôn. Tôm lòng này cho đủ thứ luôn. Đây cũng thập cẩm luôn hả con hả? Dạ cái này cũng thập cẩm luôn. Đây nạc nè. Có nạc rất nhiều luôn. Rồi cái này là tim. Có xương luôn đúng không? Cặc ha. Cá luôn. Hành nêm, thịt ta, thịt bằm. Tôm nữa. Đủ thứ đấy ha, một tô rất là chất lượng luôn. Đầy đủ cho một buổi sáng nha các bạn. Rồi chan nước lèo vào.
mình thấy ở đây có thịt nè, tim nè, cật nè, bao tử nè, nói chung là những thứ đồ lòng các bạn. Rồi cá nữa, cá phi lê. Này cá là cá lóc hả cô? Dạ cá lóc không. Phi lê cá lóc nha các bạn. Cái này là khô của anh. À hủ tiếu khô thì là có thịt riêng. Dạ. Hủ tiếu nước và hủ tiếu khô luôn nha các bạn. Đây là những cái phần rau ăn kèm đó các bạn, giá nè, rồi mình thấy các loại rau sống, rồi ở đây là xà lách, rau cần, rất là nhiều loại rau xanh tươi luôn. Chuối bào được ngâm cẩn thận các bạn, ngâm trong nước, tại vì chuối bào nó rất dễ bị đen, mình ngâm như vậy, nó sẽ không có bị đen. Đặc biệt các bạn, hủ tiếu dai là một cái biến tấu từ hủ tiếu của miền Tây ha. Và cái món ở đây bán hủ tiếu dai được gửi lên từ ở quê hương Kiên Giang lên nha các bạn. Đây là đặc sản Kiên Giang cho nên hủ tiếu dai của Kiên Giang. Ngoài ra thì còn có bánh canh, rồi bún nữa nè, rồi hủ tiếu mì luôn các bạn. Thì cái nồi nước lèo được châm thêm các bạn, và trong lúc nó đang rất là sôi luôn, và cũng liên tục được vớt bọt ra các bạn để giữ cái cho nước nó trong. Một bún về hòa với hai bún rồi riêng riêng á. Thì khách gọi gì chị? Dạ bún ăn về. Bún gì chị? Bún cá hả? Bún cá Kiên Giang. Bún cá Kiên Giang. Mình thấy có cá nhưng mà có cả tôm nữa các bạn. Em nước bún rồi, em nghĩ một giá thôi nha. Rồi tổng cộng mấy bún ăn đây ạ? Ở đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Dạ 6 giờ bán, tới tầm 10 giờ. Có buổi sáng thôi hả chị? Dạ bán buổi sáng thôi. Ở đây chị bán 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng nha các bạn. Tại vì lúc đó là hết nè. Nói chung hết nghỉ hết sớm nghỉ sớm. Một buổi sáng chị bán khoảng 4 tiếng thôi. Các bạn có dịp đi ngang thì ghé thưởng thức ha. Đây khách ngồi cũng khá là đông và bán liên tục mà. Cái này là cái nồi nước trộn hủ tiếu mì đó rồi. Bún cật. Khách gọi một phần bún cật thôi nha. Cái nước đó là cái bí quyết gì đó nha. Giấm. Nước nêm. Giấm không? Khách gọi cật không hả anh? Dạ. Rất nhiều luôn. Tô này bao nhiêu anh? Chắc cũng giá 55. Đồng giá hết rồi. Cá thật rồi cũng được nấu trong cái nồi nước lèo này các bạn, nên bảo đảm sẽ rất là ngon. Và nấu bằng cá sẽ có cái vị ngọt thanh nha các bạn. Đang sao hay cũng biết bằng số 4 màu to nè. Quán mình bán được bao nhiêu năm ở đây rồi chị? Dạ 20. 20 năm rồi hả chị ha? Chú hai ăn gì cả? Hủ tiếu khô cá tôm. Cái này là cái gì? Dạ hủ tiếu khô. Mình nấu bằng hủ tiếu dai không hả chị? Dạ. Đây mà có hủ tiếu mềm không chị? Dạ không. Đặc biệt hủ tiếu dai Kiên Giang. Dạ chị bán một loại hủ tiếu. Khô mình sẽ trộn lên rất là kỹ luôn. Dạ hủ tiếu khô cá tôm. Đây kìa, tôm xào hả chị? Hủ tiếu khô cá tôm xào. Có. Thank you.
hủ tiếu dai Kiên Giang. Còn cái này là cái nước nêm. Dầu hào. Dầu hào đó. Cái cháo tiếu luôn rồi mày. Cái chi là một cái tô hấp xì dầu với nước tương. Xì dầu tương với đường. Còn đây là làm dầu hào. Để con nói là mấy chỗ kia á, con thấy là làm cái xì dầu với nước tương. Chị cũng không ngần ngại tiết lộ đây nước giấm nha các bạn. Đây nước giấm, còn ở đây là sử dụng dầu hào chứ không phải là hắc xì dầu. Là cái nước nêm. Ở đây là mỡ và dầu tỏi phi. Tỏi phi, dầu thơm đó, tỏi phi. Đây, tôm xào và cá lóc phi lê. Được rồi, nhiều. Đây. Và mình ở Kiên Giang thì ở Kiên Giang đặc biệt có nước mắm Phú Quốc. Thì mình ở đây mình có dùng nước mắm Phú Quốc không chị? Ở đây dùng nước mắm Phú Quốc từ Phú Quốc gửi lên luôn. Đó là cái điểm cũng là rất là đặc biệt ở quán các bạn ha. Xài sử dụng những cái nguyên liệu là từ quê hương Kiên Giang. Mình thấy quán khách ăn cũng rất là đông các bạn. Một buổi sáng ngồi trên một cái con hẻm thoáng mát, ngồi ăn những tô đặc sản bún cá Kiên Giang, hủ tiếu mì, bánh canh này kia rất là ngon. Các bạn có dịp đi ngang sẽ ghé thưởng thức nhé. Địa chỉ ở đây là số 136/4 đường Vườn Chuối, thuộc phường 4 quận 3 nha các bạn. Các bạn có dịp đi ngang thì có thể ghé thưởng thức cái món đặc sản Kiên Giang này. Hồ tiếu mì. Thập cẩm hả? Dạ. Nè, tới một mì lên cái này. Thập cẩm hả chị? Dạ, thập cẩm. Cho nên có đủ thứ luôn, cá luôn, cầm, tim. Tim, thịt, bằm, cá bằm luôn. Tôm. Tôm xào, đặc biệt ha. Đây mình thấy có tôm xào là hấp dẫn. Thấy lạ lạ hơn. Từng lễ nữa qua có lần nào không? Dạ, vài bữa chứ. Vài bữa hả? Ừ. Mày, một cứ mày một. Đây là một cứ cục điện nào phải không? Để nó lại cho ba. Mì thập cẩm hả cô? Dạ, mì thập cẩm. Đây giá cứ 55 nha các bạn. Đây nhập lấy cho đây hả? Rồi nghe. Sao mình có mời uống một hơi không? Đúng rồi nghe. Một tô hủ tiếu đậm nét đặc sản Kiên Giang luôn các bạn. Hủ tiếu khô, cộng hủ tiếu này cũng từ Kiên Giang đưa lên. Hủ tiếu là hủ tiếu dai, tôm, cá. Cho nên cái tôm là tôm xào nha các bạn. Tôm xào sẽ để bên cái tô hủ tiếu. Rồi đây là tô cá thì sẽ để trong cái nước lèo. Rồi kèm theo là xà lách, rau cần và giá. Trên bàn mình thấy trưng bày cũng để những cái đồ cũng khá là hấp dẫn nha. Tỏi ngâm nè, ớt cũng được ngâm nè. Rồi ngoài ra còn ớt xay các bạn, ớt tỏi luôn. Nhìn rất tươi luôn. Cho vào đây mình làm cái chén chấm. Trên bàn cũng có nước mắm, nước tương đầy đủ các bạn. Rồi tỏi ngâm nè. Cho một ít nước tương.
rồi tương ớt luôn, một ít chanh vô luôn các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Hủ tiếu dai thì được nêm một ít dầu thơm là lại dầu với lại tỏi phi đó các bạn. Rồi nước giấm, thường thì hủ tiếu năm vang hay hủ tiếu khô thì người ta sẽ cho vào cái nước sốt xì dầu đen đen á, nhưng mà chị ở đây tiết lộ là ở đây là bỏ dầu hào luôn các bạn. Rồi có cả giấm nữa, một nước giấm nữa. Những cái tôm xào ha, đây là hủ tiếu tôm xào và cá. À, cái chén này có cá rất là nhiều nha các bạn. À, cho rau cần với xà lách vào đây đi, một ít giá vào cái tô để mình trộn lên. Mình thấy cái cọng hủ tiếu khô khá là ngon các bạn. À, nó dai và nó có cái độ dẻo nữa các bạn. Rồi được mình thấy những cái nước nêm vào cái hủ tiếu này cũng khá ngon các bạn. Ngon lắm. Mình ăn cái cọng hủ tiếu không mà mình thấy nó cũng là vừa ăn các bạn. Rồi, nước lèo cũng rất là ngọt luôn. Bởi được nấu bằng những cái thịt heo đó các bạn. Rồi nấu cá trong nồi nước lèo luôn. Cho nên cái vị rất là ngọt và thanh. Mình ăn kèm với rau cần và xà lách thì nó giống giống như hủ tiếu năm vang. Đây nhờ những cái phần tôm xào các bạn. Rất ngon luôn. Đó là một đặc sản của Kiên Giang các bạn. Thường mình ăn hủ tiếu thập cẩm mà hủ tiếu năm vang thì những con tôm thì chỉ được trụng qua cho chín thôi các bạn. Còn ở đây là tôm xào luôn, cho nên có qua gia vị nêm nếm này kia, cho nên nó rất là ngon, hơi đậm đà ha, đậm đà và nó mặn mặn chút xíu. Mình thấy rất là ngon luôn các bạn, bởi vì tất cả được nguyên liệu được chế biến ra, tôm cũng xào, rồi hủ tiếu dai được cũng được nêm nếm qua rất là ngon luôn, cá phi lê nè. Tôm xào qua rất ngon mà, rất là đậm đà luôn. Và mình ăn thịt rồi cũng nhiều, mình chuyển qua mình ăn cá cũng tốt các bạn. Đây, những thứ lộn xộn này mới ngon nè. Hủ tiếu rồi tôm xào rồi lẫn trong đây. Quán này là quán đặc sản bún cá Kiên Giang, bán hủ tiếu rồi mì, cho nên mình gọi một món đậm chất về Kiên Giang đó là hủ tiếu dai từ Kiên Giang và tôm xào với cá, hủ tiếu khô rất ngon. Cộng hủ tiếu thì dai, dẻo, tôm xào thì đậm đà, nước lèo cũng khá là ngon, ăn với cá cũng rất là tốt luôn. Các bạn ở gần xa có dịp đi ngang ở phường 4, quận 3, ở đây đường vườn chuối cho các bạn, thì ghé quán bún cá Kiên Giang thưởng thức. Các bạn ở xa có thể xem video giải trí như là một nét văn hóa ẩm thực của Sài Gòn nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua và xem video của mình. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình chúc các bạn một ngày thật là an lành, hạnh phúc nha. Và rất là vui vẻ nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.